Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua, sự việc phát hiện một thực khách giấu 10 kg hải sản ở một quán buffet tại Hà Nội đã nhận được sự chú ý. Đây không đơn thuần là vụ việc thực khách muốn gian lận như chúng ta vẫn thường thấy. Sự việc đó như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi. Đây là những hình ảnh được ghi lại vào trưa 25 tháng 1. Một nhóm khách 7 người đi ăn buffet tại một nhà hàng hải sản lớn ở Hà Nội với giá là 409.000 đồng trên một suất. Đây là suất ăn dạng buffet hải sản có cua, tôm, ghẹ được ăn theo hình thức là nướng và lẩu. Trong lúc ăn, nhóm khách gọi rất nhiều hải sản nhưng khi nhân viên đến dọn bàn thì không có vỏ. Sau khi khách ăn xong, nhân viên báo cho bộ phận an ninh. Khi kiểm tra ba lô và túi sách của khách thì phát hiện bên trong đựng khoảng 10 kg cua, ghẹ, tôm, sashimi và bánh bao kim sa. Theo thông tin từ nhà hàng, họ đã yêu cầu khách hàng thanh toán phí đồ ăn thừa. Thế nhưng, những khách hàng này từ chối thanh toán và nói rằng không có tiền, chỉ có 500.000 đồng và nhất quyết không chịu trả thêm cho số hải sản đã đút vào túi. Nếu khách đồng ý nộp tiền phạt ngay từ ban đầu thì số tiền chỉ là 1 triệu đồng. Vì khi ấy mới phát hiện, số hải sản bị lấy khoảng 10 kg vẫn có thể để nhân viên dùng cho đỡ lãng phí. Tuy nhiên, do khách không đồng ý, không còn cách nào khác, chủ cửa hàng đã phải trực tiếp đưa vụ việc lên fanpage của cửa hàng và sau đó đã mời cơ quan công an vào cuộc để giải quyết vụ việc. Tới 18 giờ cùng ngày, sự việc mới kết thúc nên số hàng là thực phẩm đã qua chế biến đều bị hỏng, không thể dùng được tiếp. Bởi vậy, nhà hàng đưa ra con số đền bù tương ứng với giá tiền nhập hàng. Tang chứng và vật chứng rõ ràng, nhưng phải đến khi có sự hiện diện của cơ quan chức năng, những khách hàng đút 10 kg đồ ăn hải sản của cửa hàng này mới chịu thay đổi thái độ. Dưới sự thỏa hiệp của đôi bên và sự hòa giải của cơ quan công an, những vị khách này đã đồng ý đóng phạt hơn 6 triệu đồng. Đáng chú ý, trong tháng 12 năm ngoái, nhà hàng này cũng đã công khai lên fanpage về một số khách hàng ăn tại đây cũng đã bỏ túi mang về 4 kg hải sản. Tuy nhiên lúc đó, vụ việc lại nhận được nhiều phản hồi cho rằng đây là clip dàn dựng để PR cho thương hiệu của nhà hàng. Chị T, đại diện đoàn khách có người giấu 10 kg hải sản cho biết, chị đã đặt bàn vào trưa 25 tháng 1. Đoàn có 7 người gồm vợ chồng chị, hai người bạn của chồng và ba nhân viên làm việc tại quán cà phê. Bữa ăn lần này, chị muốn mời mọi người ăn tất niên. Dù không ăn được hải sản nhưng chị T vẫn vào ngồi bàn ăn cùng mọi người. Những người ăn xong lần lượt ra ngoài trước, chỉ còn chị T và chị A cùng với một người khác ở lại ăn lầu. Khi bữa ăn kết thúc, một nhân viên của quán mời khách ra nói chuyện về việc chị A đã cho một lượng lớn hải sản vào trong túi. Do là người mời cả đoàn đi ăn nên chị T đã đứng ra chịu trách nhiệm và nói sẽ nộp tiền phạt thay cho chị A vì bản thân người này có hoàn cảnh rất khó khăn, lại là nhân viên của mình. Chị A sinh năm 1973, làm nhân viên của chị T đã 5 năm nay. Gia đình chị đều khó khăn, bố mẹ thì mất sớm và đã ly hôn với chồng. Bản thân chị không được học hành từ bé nên không biết chữ. Lần đầu tiên chị được đi ăn buffet nên không nắm được các quy tắc của nhà hàng. Người phụ nữ này đã tỏ ra rất bức xúc với cách xử lý của nhà hàng khi đưa ra các mức phạt khác nhau. Chị cho biết ban đầu nhà hàng phạt khách 1 triệu đồng, rồi sau đó tăng lên 2 triệu đồng, rồi 3,5 triệu đồng. Sau đó, hai bên không đi tới thống nhất nên đã mời cơ quan công an tới hỗ trợ. Chị Tê cho biết không phải là người lấy trộm và cũng đã thanh toán đầy đủ cho nhà hàng, thế nhưng nhà hàng lại tự ý đăng hình ảnh mà không xin phép. Chị A lấy đồ và chị Tê đã đứng ra trả hết số tiền phạt. Chị Tê cho biết đã đưa họ đi ăn thì phải có trách nhiệm tới cùng. Từ hôm xảy ra sự việc, chị Tê cho biết chị A liên tục khóc và xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới chị Tê rất nhiều. Ở góc độ pháp lý thì câu chuyện này sẽ được nhìn nhận như thế nào? Hiện tại chúng tôi đã có kết nối với tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp để hiểu rõ hơn về vụ việc. Thưa luật sư, trong vụ việc vừa qua khi khách hàng vào một nhà buffet hải sản với giá 409.000 một suất và sau khi ăn xong còn xách 10 kg hải sản về, trên phương diện luật pháp thì đây có phải là một hành vi cố ý trộm cắp hay không ạ? Có thể thấy rằng là trong thời gian qua thì xảy ra không ít những trường hợp các cái thực khách mà khi ăn buffet và khi trở về thì có mang thức ăn thừa về. Và rõ ràng là cái hành vi mang thức ăn thừa về khi mà ăn buffet như vậy là không phù hợp với cái hình thức, cái loại hình kinh doanh này. Và cái hành vi như vậy là có thể gây ra thiệt hại đến tài sản của nhà hàng, cũng như là gây ra những tâm lý không tốt đối với khách hàng. Và những cái vụ việc như vậy thì tùy thuộc vào cái thái độ ứng xử giữa các bên, tùy thuộc vào chính sách bán hàng, mà lại có cách giải quyết khác nhau. Và
mổ xẻ dưới góc độ pháp lý thì có thể thấy rằng là vụ việc này rõ ràng là đã gây ra thiệt hại cho nhà hàng, bởi vì nhà hàng thu tiền là để cho thực khách ăn thoải mái theo cái suất ăn đó chứ không được phép mang về. Bản chất buffet là như vậy. Tuy nhiên cũng có thể là có nhiều người đi ăn lần đầu và người ta ở vùng ở quê, những cái vùng sâu vùng xa, hoặc là nhận thức tiếp xúc hạn chế, cho nên là người ta không biết là cái quy tắc là như vậy. Chính vì vậy có thể là vi phạm do không hiểu quy tắc. Nếu mà đúng là như vậy thì cái cách ứng xử mà phạt đến 6 triệu thì tôi cho rằng là có vẻ là không hợp lý, cũng như là cái việc đăng hình lên như vậy thì có vẻ là không hợp lý. Đó bản chất là xuất phát từ quan hệ dân sự, và quan hệ dân sự thì khuyến khích cái việc là thỏa thuận tự nguyện giữa các bên. Còn nếu không thỏa thuận được thì có thể đưa sự việc ra cơ quan chức năng để giải quyết. Trong vụ việc này thì nhà hàng đã đưa ra cơ quan công an, và với kết quả xác minh như vậy thì tôi cho rằng là việc cơ quan công an không khởi tố vụ án hình sự là có cơ sở. Bởi vì cái tội trộm cắp tài sản ấy là tội danh mà có cấu thành vật chất, và lỗi là lỗi cố ý trực tiếp. Cái người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản phải là biết rõ cái tài sản đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người bị hại, nhưng mà vẫn lén lút để chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng trở lên. Khi mà những cái hải sản, những đồ ăn đó còn bày trên kệ, còn bày trên 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 cái hệ thống thực phẩm thì đó là của nhà hàng, và khách hàng được quyền tự mình lựa chọn cái số lượng, cái chủng loại, cái sản phẩm đó. Và khi họ lựa chọn rồi thì là thành của họ, họ trả tiền để được phép lựa chọn như vậy. Vậy họ chọn bao nhiêu là quyền của họ, không hạn chế về số lượng, nhưng mà với một điều kiện là khách hàng phải ăn hết tại đó, khách hàng không được mang về. Và nếu mang về thì rõ ràng vi phạm cái thỏa ước, cái quy định về ăn buffet. Chính vì vậy ở đây thì cái mấu chốt ở chỗ là về góc độ pháp lý là đánh giá cái thực phẩm đã được nấu chín đó sở hữu của ai. Phải xác định là khi đã chọn rồi, đã nấu lên rồi thì đó sở hữu của thực khách. Nhưng thực khách không ăn hết thì phải hoàn lại cho nhà hàng. Đó là nguyên tắc như vậy. Và khi không hoàn lại thì là vi phạm nghĩa vụ về dân sự. Còn nếu trong trường hợp thực khách mà mang thực phẩm sống về, hoặc là mang những tài sản khác không phải thực phẩm chín đã qua chế biến như vậy, thì nếu mang tài sản khác về mà trị giá từ 2 triệu đồng lên thì có thể xử lý về tội trộm cắp tài sản. Chính vì vậy là về mặt lý luận thì đây là tội có lỗi cố ý trực tiếp, mà nếu không chứng minh được lỗi cố ý trực tiếp thì sẽ không xử lý được hình sự đối với cái người thực khách này. Những vụ việc như thế này đã diễn ra rất nhiều, từng được phát hiện một số lần, nhưng hiện tại vẫn chưa có một quy định xử phạt cụ thể là như nào. Vậy theo luật sư, để đảm bảo cho quyền lợi của cửa hàng và khách hàng, cần phải có những quy định như thế nào? Có thể thấy rằng là đây là vấn đề mâu thuẫn tranh chấp về mặt dân sự. Chính vì vậy là nếu mà khách hàng mà xâm phạm đến quyền lợi của nhà hàng, làm thiệt hại tài sản của nhà hàng thì khách hàng phải bồi thường thiệt hại. Và nếu mà thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì xử lý hình sự. Đấy, cho nên là không phải là pháp luật không bảo vệ phía nhà hàng, pháp luật có đầy đủ căn cứ. Nếu mà vào đấy gây rối, đập phá, làm hư hỏng hoặc trộm cắp những tài sản của nhà hàng thì sẽ bị xử lý hình sự. Thế còn đối với việc mà mang thức ăn thừa về thì đó là vi phạm cái quy tắc, và thức ăn thừa đó thì phải để lại. Đó là quy tắc trong cái việc ăn buffet. Và tôi cho rằng là để giảm thiểu những cái việc như thế này thì cái giải pháp tốt nhất của nhà hàng là lên công khai cái quy tắc ăn buffet, và đặc biệt là với những khách mà họ ăn lần đầu, hoặc là họ 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 có vẻ là họ không quen đối với cái hình thức như này, thì có thể hướng dẫn họ, hoặc là đặt những cái thông báo cảnh báo ở trên bàn hoặc chỗ nào dễ nhìn. Và với những khách như thế thì có thể là nhân viên của nhà hàng thì cần phải có sự quan sát, nếu phát hiện ra trường hợp mà cất giấu thức ăn như vậy thì cần phải có những nhắc nhở cảnh báo một cách rất là tế nhị. Đó là tôi cho rằng như vậy. Thế còn về phía thực khách thì tôi cho rằng là những cái việc mà khách hàng lấy thức ăn thừa về thì có rất nhiều nguyên nhân. Có những trường hợp thì họ nghĩ là lãng phí, họ mang về, nhưng mà họ mang về họ lại không báo cho nhân viên nhà hàng, và cái việc đó rõ ràng là một quy tắc là không được. Thứ hai nữa là có thể là họ có trẻ nhỏ đi, nhưng trẻ nhỏ không ăn và trẻ nhỏ ăn dở, và họ mang cái ăn dở đó về, thì cái việc đấy cũng có thể là có những việc đó có thể châm trước được và có thể giải quyết bằng cái việc mà dân sự tế nhị. Thế còn câu chuyện mà thực khách cố tình lấy cái thực phẩm về mà lấy số lượng lớn như vậy thì rõ ràng là
ở đây là nhà hàng họ họ thấy bị thiệt, họ bức xúc, họ không hài lòng với khách hàng, đó là cái chuyện cũng rất dễ hiểu. Thế còn ở phía nhà hàng thì tôi cho rằng là nhà hàng có quyền có những cảnh báo. Thực sự với những khách mà cố ý như vậy mà không đủ căn cứ xử lý hình sự thì nhà hàng cũng có thể lưu lại cái thông tin đó để cảnh báo cho nhân viên của mình, hoặc có thể lưu lại những hình ảnh để nhận dạng. Nhưng mà những hình ảnh, những thông tin đó chỉ được lưu hành nội bộ và cán bộ nhân viên nhà hàng biết để mà quản lý, để mà bảo vệ tài sản của nhà hàng, chứ không được phép đăng công khai lên cái phương tiện thông tin đại chúng. Thế còn thì nếu mà trong trường hợp mà có những thực khách như vậy thì rõ ràng là nếu mà họ quay lại lần thứ hai thì phải có những cái cảnh báo, thậm chí từ chối phục vụ đối với khách hàng mà cố ý có vi phạm như vậy, gây thiệt hại đến nhà hàng rồi gây ra những tâm lý không tốt cho khách hàng. Một vấn đề nữa trong vụ việc, nhà hàng đã có lần bị tố là dàn dựng clip để nhằm mục đích thương mại. Lần này để chắc chắn thì nhà hàng đã livestream công bố những vị khách này trên fanpage của họ. Vậy việc này có phải là vi phạm về mặt hình ảnh của công dân hay không, thưa luật sư? Vâng, trong vụ việc này thì nếu mà nhà hàng này đăng hình ảnh clip cũng như là thông tin của khách hàng lên cái fanpage công khai của họ trên mạng xã hội thì các hành vi này tôi cho rằng không nên, thậm chí là có thể là xâm phạm cái quyền hình ảnh, quyền riêng tư cá nhân, và cái này cần phải rút kinh nghiệm. Những cái hành vi vi phạm của khách hàng nếu có ở mức độ có thể phạt hành chính hoặc là xử lý hình sự thì sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Thế còn trong trường hợp mà hành vi không bị vi phạm đến mức xử lý hình sự hoặc hành chính thì lúc đó chỉ xử lý bằng các cái quy chế, bằng cái thỏa thuận, thỏa ước, chứ không nên tự đưa ra các cái hình thức xử lý mà có thể gây tổn hại đến uy tín, danh dự của khách hàng, đặc biệt là liên quan đến việc ăn uống. Chính vì vậy là tôi cho rằng là cái việc mà sử dụng hình ảnh của khách hàng để có tính chất là cảnh báo, bêu rếu khách hàng như vậy là một việc làm hoàn toàn không nên. Và trong cái mối quan hệ kinh doanh thì rất là tối kỵ cái việc đối đầu với khách hàng, và đặc biệt là hạ nhục khách hàng. Chính vì vậy tôi cho rằng là trong một việc này thì nếu mà là thức ăn chín, và vấn đề thứ hai nữa là nếu trong trường hợp mà có căn cứ cho thấy là cái người người ta mang cái thức ăn chín về người ta không biết cái quy tắc như vậy thì cái này thì không thể xử lý hình sự được. Thế mà cái này là một bài học rút kinh nghiệm trong công tác quản lý. Vấn đề thứ hai nữa là cái việc sử dụng cái hình ảnh của khách hàng thì cũng phải rất thận trọng, kể cả hình ảnh rồi thông tin khách hàng thận trọng. Và thứ ba nữa là trong kinh doanh thì không nên có những căng thẳng đối đầu khách hàng. Thế còn những việc như vậy nó rõ ràng là rất đáng tiếc, và cái phía xử lý của nhà hàng thì tôi cho rằng là thực ra là cũng đúng nguyên tắc là thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì đưa ra cơ quan bảo vệ pháp luật, là cái đấy hoàn toàn đúng. Thế còn cái việc sử dụng hình ảnh thông tin như thế nào thì tôi cho rằng là cái đấy cần phải cẩn trọng, cân nhắc. Thế còn vừa về với khách hàng, mà khi khách hàng biết được là nhà hàng sử dụng thông tin của mình không đúng hoặc dẫn hiểu lầm thì có quyền phản hồi với nhà hàng yêu cầu gỡ bỏ thông tin, gỡ bỏ hình ảnh. Tôi cho rằng là nếu việc dừng lại ở đấy thì cũng có thể thông cảm, châm chước cho nhau được, và ở đây rõ ràng là cả hai bên đều có những cái bức xúc riêng của mình. Tuy nhiên là cách ứng xử như thế nào cho nó có văn minh, có văn hóa, ứng xử nào để tránh sự việc nó phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín của nhà hàng cũng như ảnh hưởng đến uy tín của khách hàng, thì tôi cho rằng là cần phải có cái nhìn nhận đánh giá khách quan đa chiều, cũng như là phải tuân thủ các cái quy định của pháp luật, các cái quy tắc, rồi là các cái thỏa thuận trong kinh doanh để tránh những vụ việc tương tự xảy ra. Và có lẽ là vụ việc này sẽ khép lại ở đây và sẽ là bài học cho rất nhiều người, cả khách hàng lẫn các cái cơ sở kinh doanh buffet. Vâng, xin cảm ơn luật sư với những thông tin vừa rồi. Câu chuyện thực khách giấu lượng lớn đồ ăn mang về và cách giải quyết vụ việc để lại không ít suy nghĩ về một số người Việt chưa có ý thức văn minh ẩm thực. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.